Các bạn ơi, biết cái gì đây không? Tôi lại tiếp tục. Tôi mua sữa cho các chú tiểu nhà mình. Đây là sữa sữa không đường. Với lại sữa đường ít. Còn đây là cà phê. Cà phê cho mấy thầy làm việc khuya rồi có cà phê uống cho tỉnh táo. Đây là cái quà của một cái thùng thùng sữa ít đường. Đây là hộp hộp sữa dành cho người có đường huyết cao như thầy ông nội uống các bạn. Nhà đây nho. Đây là bánh bánh đem vào cho các thầy cho các bé ăn. Rồi. Tôi sẽ chọn cái ngày nào thích hợp để mà tôi vào tặng cho các thầy, các bé. Và để xem ở trong Thiền Am mình sửa soạn chánh điện như thế nào. Cũng mong các bạn hiểu. Đừng đừng nghĩ rằng tôi câu like câu view mà tội nghiệp cho tôi. Tại vì tôi muốn đăng khoe chứ không phải câu like câu view các bạn. Tại vì tôi đang khoe khoe rằng ở tình cảm này là chân thật. Thôi chỉ bấy nhiêu thôi, các bạn không biết được mấy phút rồi. Hãy cho các bạn xem nhà thì nó có được rộng nhưng mà không có người chăm sóc vườn bông các bạn ơi. Đó, bông hồi Tết thì nó tàn, bông Tết nó tàn. Hồi Tết á, hồi Tết cây mai này á, mai nó nở dữ lắm rồi các bạn. Mà bây giờ thì nó rụng hết rồi, nó còn cái cùi. Còn cùi không?